mình cũng nhắn gửi tới mọi người là cũng nên cố gắng là thử thách bản thân mình để có thể là step out of your comfort zone và sẽ tìm được những thứ mà mình nghĩ là chưa bao giờ làm được. Nói chung là sau một thời gian là làm việc với Cuba Deliver thì hôm nay là cuối cùng đã có visa vào tuần trước. Thì hôm nay là coi như mình coi như là cần lên để hoàn thành hồ sơ với Cuba Deliver sau một khoảng thời gian gắn bó khoảng 4 tháng. Là mình gặp công ty Deliver ở một cái sự kiện triển lãm du học Canada. Thì gặp chị nhân viên Thị Mai và các anh chị Deliver đã giúp mình là hiểu thêm về trường cũng như là biết thêm về thủ tục để hoàn thành cái việc học. Lý do mình nghĩ là rất nhiều bạn chọn Canada vì là một đất nước là không những rất là thú vị về văn hóa con người mà còn được thiên nhiên ban cho một cái ưu đãi về cảnh quan thiên nhiên rất là phong phú và đặc sắc. Đến với xứ sở lá phong thì các bạn sẽ có thể là đối diện với những cái lạnh là cắt da cắt thịt, nhưng hy vọng là điều đó cũng mang đến những trải nghiệm thú vị trong suốt quá trình bạn học tập. Cái điều cuối cùng, ưu điểm của Canada là một nước quốc gia vô cùng thân thiện và multicultural, giúp cho bạn dễ dàng thích nghi hơn so với những nước quốc gia khác. Chúc các bạn là học tập may mắn ở nước Canada. Vì đối với một người đi làm như em khoảng ngày tối mới về đến nhà thì cái việc tự tìm hiểu nó cũng nói chung là mất thời gian và mình cũng không tận tâm ý đến mình có thể theo dõi cái tiến độ hồ sơ của mình, nên là Newer giống như là một người hỗ trợ mình trong việc xúc tiến và biết được cái status của những cái bước hồ sơ mình cần chuẩn bị, nên là rất là tiết kiệm thời gian và rất là nhanh chóng, cảm giác như là không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Công ty Newer thì mình thấy là một công ty rất là tận tình, thông tin trên mạng cũng rất là nhiều bạn hồ sơ đã thành công nên là cũng có nhiều người giới thiệu. Đối với các anh chị khi mà lên văn phòng thì rất là thay đổi, rất là chuyên nghiệp, xử lý rất là nhanh chóng và tạo cho mình cảm giác rất là thoải mái khi và tin tưởng khi mà mình chọn Cuba Deliver. Đối với mình thì mình chọn diện đi SDS thì là do là cũng có tiếng Anh IELTS rồi công việc thì cũng khá rõ ràng nên là chọn diện là SDS cho nó nhanh chóng. Sắp đến thì mình sẽ học ở trường Sheridan College, là một trường ở Ontario. Mình là một người đã đi làm 4 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực là accounting và finance. Thì hiện tại là mình muốn học thêm nữa để có thể là phát triển thêm. Sheridan là một ngôi trường khá là nổi tiếng ở Ontario. Nhắc đến Sheridan thì mọi người sẽ nghĩ đến những cái khóa học accounting, không những là về kiến thức tổng quan mà còn về những cái hệ thống IT trong lĩnh vực kế toán. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment bên dưới. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên để lại một like, share cũng như subscribe kênh này để luôn được cập nhật những thông tin du học mới nhất từ Newer Education nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Bye!